Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, khi được cung cấp một chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý, trẻ sẽ phát triển toàn diện và đặc biệt là sẽ trở nên thông minh hơn. Vì vậy, làm thế nào để trẻ không những khỏe mạnh mà còn thông minh, nhanh nhẹn luôn là điều mà các bậc phụ huynh quan tâm. Sau đây là danh sách các thực phẩm tốt cho não bộ của trẻ mà các bậc phụ huynh có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày cho trẻ. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Giữa, khái niệm sữa ở đây bao gồm sữa mẹ và sữa công thức, đây là nguồn dinh dưỡng đầu tiên quan trọng và vô cùng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Trong sữa mẹ có hàm lượng DHA và ARA rất phong phú, là nền tảng cấu tạo mô não, thành phần chủ yếu của chất xám và võng mạc của bộ não trẻ. Như vậy, để trẻ có thể hấp thu được tốt lượng DHA cần thiết đầy đủ Mẹ cần đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng nhằm đảm bảo cung cấp nguồn sữa tốt nhất cho bé. Trứng gà, trứng gà là thực phẩm rất giàu protein, vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Ngoài ra trứng cũng rất giàu DHA và lecithin. Không chỉ thúc đẩy sự phát triển của hệ thần kinh và cơ thể mà nó có thể tiếp thêm sinh lực để não bộ phát triển khỏe mạnh hơn. Thêm vào đó trong lòng đỏ trứng gà còn có chứa chất cho lai rất có lợi cho trí nhớ của bé. Để hấp thụ được lượng vitamin, tốt nhất là cho bé ăn trứng gà vào buổi sáng đảm bảo nấu chín kỹ và mỗi tuần chỉ nên cho bé ăn từ 2 đến 3 quả. Đặc biệt, các bạn cần lưu ý để đảm bảo an toàn, chỉ nên cho bé ăn trứng gà sau 9 tháng tuổi và chỉ nên cho bé ăn trứng gà ta hoặc trứng gà tam hoàng. Các loại ngũ cốc. Trong ngũ cốc có chứa một lượng lớn vitamin nhóm A, B và C giúp nuôi dưỡng các tế bào và hệ thống thần kinh. Ngoài ra trong ngũ cốc còn có chất sắt, kẽm, không những giảm nguy cơ béo phì mà còn bổ sung và tăng cường khả năng phát triển thể chất của trẻ. Đặc biệt đây còn là nguồn cung cấp năng lượng, đường glucose cần thiết cho hoạt động của não và cơ thể. Lưu ý, nên cho bé ăn vào mỗi buổi sáng để có thể cung cấp năng lượng cho bé yêu hoạt động cả ngày. Các loại đậu rau xanh, các loại đậu đỗ, đậu ván, đậu Hà Lan là những thực phẩm có chứa hàm lượng lớn protein, vitamin, các khoáng chất, tinh bột và chất xơ, gai phu, năng lượng giúp bé yêu khỏe mạnh, thông minh hơn mỗi ngày. Các bà mẹ cũng nên lựa chọn đa dạng các loại rau để kích thích khẩu vị của các bé và cung cấp nguồn vitamin đa dạng dồi dào, đầy đủ cho sự phát triển thể lực và trí óc của trẻ. Đồng thời, các mẹ nên chú ý bổ sung thành phần rau củ cho bé ngay trong những bữa ăn dặm đầu tiên để bé làm quen với khẩu vị của rau và không ngại ăn rau sau này. Thực phẩm giàu omega, omega 3 là những axit béo không bão hòa rất quan trọng cho sự phát triển trí thông minh của trẻ. Các thực phẩm giàu omega 3 mà các bạn cần bổ sung mỗi ngày vào thực đơn của bé bao gồm cá hồi, các loại hạt quả ốc chó, bắp cải, đậu phụ. iốt. Iốt là dưỡng chất có ý nghĩa đặc biệt và vai trò quan trọng cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Bạn có thể cho trẻ bổ sung iốt mỗi ngày theo sự chỉ dẫn của bác sĩ hoặc có thể sử dụng cách đơn giản là nêm muối vào thức ăn của bé. Tuy nhiên, bạn cần cho bé ăn iốt với một hàm lượng vừa đủ. Nếu bé ăn quá nhiều muối sẽ dẫn đến việc ứ động gây phù thủng rối loạn tim và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Gan động vật Sắt trong gan là chất rất cần thiết để đưa oxy lên não. Tuy nhiên, gan là thực phẩm dễ bị nhiễm nhiều độc tố, vì vậy các mẹ cần chọn mua gan có nguồn gốc đảm bảo từ động vật khỏe mạnh, không bị nhiễm bệnh, đặc biệt cần tránh những lá gan có vết tụ máu hoặc có màu sắc khác thường. Để loại bỏ độc tố trong lá gan, mẹ có thể ngâm gan vào nước nóng hoặc sữa tươi khoảng 3 đến 4 lần. Trước khi ngâm, mẹ cũng có thể dùng dao khứa trên mặt lá gan để chất độc tan đi nhanh hơn. bơ. Bơ chứa nhiều chất béo chưa bão hòa, giúp tăng cường tuần hoàn máu tới não. Ngoài ra bơ còn chứa axit oleic, bảo vệ chất trắng trong não. Chất trắng có tác dụng giúp thông tin được truyền tải tới não với tốc độ 200 dặm một giờ. Bơ lại có hương vị thơm ngon, dễ nuốt nên được coi là thực phẩm vàng cho các bé mới tập ăn dặm. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung Nguyên nhân khiến mắt đỏ khi sao mùa và cách xử lý đúng đắn nhất. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt.